Hello mọi người, hôm nay là một cái chương trình đó là sửa tay quay tiếp mọi người ơi. Đây là một cái tay quay mà của một bạn gửi tới. Bây giờ chị sẽ coi thử cái tay quay này nó bị bệnh gì. Tí nữa chị sẽ hướng dẫn mọi người cách phóng tay quay như thế nào để mà khỏi hư cái tay quay á. Tay dây quay này nó còn là một dạng là thu hồi, cho nên nó là nếu như mà bạn nào mà phóng không đúng á thì nó sẽ rất là dễ bị rối dây, kẹt dây nha mọi người. Và đó là hoàn toàn không phải lỗi do nhà sản xuất nha, do mọi người phóng dây không đúng thôi. Đối với cái tay quay này á, khi mà mình tháo ra rồi á thì mình sẽ cầm cái này nè. Nhớ đừng có để cho nó rớt cái dây này nha mọi người. Mọi người sẽ quấn nó như thế này. Đó, quấn theo chiều như thế này nè. Giờ mình chỉ việc là gắn cái này vô đúng vị trí của nó. Rồi, mình đã gắn xong rồi nè. Mình vòng cho nó thêm vài vòng nữa để cho nó có cái độ thu lò xo cho nó được mạnh mẽ hơn á. Chị thường vậy á, chị thường chị sẽ vòng nó thêm vài vòng nữa để cho nó thu cho nó mạnh. Rồi xong, gắn nó về vị trí đây. Rồi mình gắn vô đây, trước khi mình đóng lại thì mình nên thử lại hết đã, rồi mình hãy gắn nó lại đây. Đó mọi người nè, thấy chưa, thu lại đó chưa. Cây này là nằm đây đó nè, đó thấy chưa, đó là cái giờ nó là bình thường ha. Bây giờ là bình thường xong rồi thì mình mới nên là gắn nắp lại. Rồi, bốn ốc này mình chưa có vô, bây giờ mình thử lại một lần nữa nha. Đây là bên phải ha, mình thử nè. Đó, thu bình thường ha. Rồi, bây giờ mình thử bên trái. Đó, thử một em quay. Ai, đang bên trái rồi. Thử bên phải nè. Đó, thử quay trái. Đó, đã xong đó mọi người. À, cầm cái bớt luôn à. Nếu những bạn nào mà thường chơi bay rồi thì sẽ hiểu rõ về cái tay quay này, nhưng mà những cái bạn mà mới chơi sẽ không có biết, cho nên đó là thường phóng quay sai nè, thả dây sai nè, cho nên nó sẽ xảy ra những cái tình trạng đó là nó quấn dây và nó sẽ bị tưa dây luôn. Khi mà mình phóng á thì mình phải phóng là phóng thẳng dây, thẳng dây như vậy đó, và cũng đừng có kéo hết sức luôn. Khi nào mà nó đã tới tận cùng rồi mà mấy bạn lại kéo mạnh nữa thì nó tụt cái chốt dây cu ro ra, là nó xuất dây cu ro, là kiểu là nó sẽ không có thu hồi dây lại được nữa, cái kiểu như vậy á. Và cái trường hợp thứ hai là mấy bạn kéo nghiêng dây hoặc là nghiêng dây hoặc là dính như dây lên dây đó, thì một cái thời gian, chỉ cần một thời gian ngắn thì cái dây này nó sẽ bị tưa hết luôn cái dây luôn á, nó tưa nó xù xì luôn, mà nó sẽ bị nó bị mòn dây luôn và dễ bị đứt dây. Cái đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba mà các em rất là hay gặp phải và bo chuyên gia luôn, lúc nào phóng quay cũng bị rối hết trơn á, đó là khi mình phóng quay dài, con quay vừa rớt xuống dưới bàn là bạn đó thả lại liền, cái kiểu như vậy á, thì sẽ xảy ra cái tình trạng là hay bị rối dây. Đó, kéo dài thả liền, kéo dài thả liền. Bởi vì nhiều lúc nhanh quá thì nó sẽ bị rối dây bên trong, nó kẹt dây bên trong. Đó, nhiều lúc mình lắc dây á thì nó sẽ thu hồi lại ok, nhưng mà nhiều lúc mình lắc hoài nó không có thu hồi lại được, đó là bị rối dây bên trong rồi. Đó là như vậy á. Khi mọi người phóng xong rồi thì cứ cầm vậy đi và thả cái tay như vậy thì không có thể nào mà hư luôn á. Cái cây nào mà bo dùng á là dễ bị hư. Nhưng mà sau này thì cứ nhắc bo rồi, cho nên là những cái cây quay sau này của chị là nó cũng đỡ hư rồi đó. Cứ phóng dày xong rồi á là mình cứ cầm tay dày nè, thả nó từ từ xuống.
Dùng cái này thì phải cẩn thận thôi, phải chấp nhận, bởi vì á là cái này nó có chế độ của Yakuro thu hồi lại, nó cao cấp hơn nhưng mà nó lại dễ hơn là rút nhựa, nhưng mà dùng cái này thì nó tiện hơn cái rút nhựa rất là nhiều. Như cái này, đây là một cái trường hợp mà bo dùng phóng mạnh như vậy nè, tới tận cùng thì rút cái bật ra như vậy thì đó, tụt luôn. Cái này á hả, bao kêu tụt quần luôn á đó. Nó còn cái dây cái ruột trắng bên trong thôi mọi người. Bây giờ chỉ có nước á là phải cắt cái màu đen này bỏ đi, cái bên màu trắng này thì vẫn dùng được, nhưng mà thành ra nó rất là xấu. Để giờ nè, cái cây của bo nè, cây này là cây tia lửa đây đó, tia lửa này mà bo lạnh nè. À, mấy bạn nói là chị ơi chị sửa cái cây tia lửa đi. Thực tế cây tia lửa sửa nó vẫn giống như chế độ của cây này thôi. Ở trên này mình đâu có đụng gì tới đâu, không có đụng gì tới hết, cho nên nó là không có sao hết mọi người. Mọi người cứ tháo ra để sửa thôi. Đợi chị gắn cái này vô rồi chị tháo cái cây này ra cho mọi người xem. Bây giờ mình tháo cây tia lửa cho mọi người xem nha. Đối với con này thì phải tháo là 6 con ốc này và kèm như con ốc chính giữa này luôn mọi người, chứ không phải như cây kia. Cây kia ốc ít hơn. Đó, mình gỡ cái nắp này ra. Nè, nó còn cái dòng trắng thôi à. Đó, khi mà bạn kéo cái bập chỗ này đứt luôn. Bây giờ là có nước là chị phải thay dây thôi. Lần sau chị sẽ thay dây dài cho nó luôn. Chứ giờ chị tháo ra cho mọi người xem thôi, chứ khỏi phải mất thời gian. Vì những cái nối dây hay là sửa dây gì chị đã nói của video đợt trước rồi. Và nhớ nha, khi là mình gắn vô thì mình để gì nè. Cái cây nè nằm ở đây. Cái dây nó phải nằm ngoài cây nè. Chứ nằm trong cái cây là mọi người sẽ bị rối liền. Đấy. Rồi, gắn vô. Bữa giờ chị không sửa cái cây này cho nên ổng đâu có ông chơi. Kệ ổng, ổng chơi gì mà ổng phá quá mà. Đã nói là thả dây từ từ thôi. Mà lúc nào cũng thả cái chầm, lúc nào mà chơi là cũng bị rối dây hết trơn á. Hình như bị quen cái tay hay sao á. Quen rồi, phóng ra một phát là thả cái phầm liền à. Chị từ từ sửa để cho ổng cỡ, ổng chơi ổng chừa. Chừa cái tội chơi không cẩn thận. Hiện nay á, thì có rất là nhiều bạn mới chơi quay lần đầu, cho nên nó là nhiều lúc mấy bạn đó không có biết á. Có nhiều bạn mua cái con quay xong rồi cái không có cái đồ phóng quay. Vì tại sao mua với giá hơn 400 ngàn mà không có cái đồ phóng quay chơi bằng gì. Thực tế Beyblade nó vậy mà. Hồi trước giờ là rất là hiếm khi mà cái tay quay nó lại kèm với cái bộ con quay luôn. Thấy những cái phần God hay phần Joji á thì nó có kèm tay quay, nhưng mà tay quay chút xíu á mọi người. Tay quay như vậy nè, giống như cái tay quay vậy nè. Đây, cái tay quay này rút làm sao, đấu kiểu làm sao, rút ra chút xíu thì trời ơi. Phần God thì có những cái tay quay bằng nhựa cũng được. Bắt đầu lên trên cao Chuji, GT hay là Season 5 á, thì rất là hiếm những cái bộ con quay có kèm cái launcher ở trong đó. Có những bạn mới chơi quay á, thì kêu á, là con quay này dởm quá, quay yếu quá. Bay thì phải so sánh với dòng bay, chứ bay không thể nào mà so sánh với Nado hoặc những cái con quay khác để mà mình nói mạnh hay yếu được. Có những bạn mới chơi kêu trời ơi con quay gì mà mua mấy trăm ngàn mà nó yếu quá à. Thì những cái bạn đó là cũng hơi thông cảm, bởi vì chắc có lẽ là từ Nado qua, cho nên là những cái bạn đó lại không có biết đó là mục đích của dòng bay là mình chơi để cho an toàn, cho nên nhà sản xuất mới sản xuất là toàn là cái layer bằng nhựa, còn ở dưới cái disc thì cái dòng là bằng sắt. Vậy đó, thực tế mọi người có thấy không, rất là hiếm khi mà cái đế cũng bằng sắt luôn á, chỉ được vài con, được vài cái đế bằng sắt thôi, chứ người ta làm bằng nhựa hết trơn à. Nado thì đa số là bằng sắt rồi, cho nên là nó quay mạnh là đúng rồi. Nhựa cao su không thể đi so sánh với cái dòng sắt cả. Cho nên hy vọng những cái bạn nào mà mới biết chơi bay á, thì qua cái video này sẽ hiểu rõ hơn ha. Cũng có bạn hỏi á, là chơi con chút xíu thì nó đã trầy rồi. Nhựa mà khi mà cà với nhau á, thì nó sẽ phải có cái vết xước thôi à. Không thể nào mà nó không có vết xước cả. Không có vật gì mà ma sát với nhau mà không có trầy cả mọi người ơi. Cho nên nó là chơi mà nó trầy, mà mọi người kêu nó trầy, hàng nó không có tốt, thì thực tế chị cũng không chấp nhận cái điều đó.
Hàng Takaratomy thực tế là chị thấy chất lượng nó rất rất là tuyệt vời luôn á. Chị chơi bao nhiêu bay rồi, chị phải là hơn 100 con bay rồi, nhưng mà chị thấy là lâu ngày nó chỉ hơi xỉn xỉn màu thôi, chứ thực tế nhựa nó rất là tốt. Chị chưa có cái con quay nào mà nó bị gãy cánh hay là nó gặp một cái vấn đề gì về kỹ thuật cả. Hơn 100 con bay nhưng mà chưa bao giờ chị gặp vấn đề đó. Cho nên nó là chất lượng của Takaratomy rất là tuyệt vời. Mọi người mua thì mọi người yên tâm. Còn nữa, khi mà tay quay mình kéo á thì mình phải nghe tiếng thôi, nhưng mà mọi người phải nghe tiếng rè rè nè. Đó. Thì làm sao mà nó không có kêu được, nó phải kêu thôi chứ, kéo rồi kêu nè. Đó. Khi mà bắt đầu chị order nhiều nhiều về để chị bán những cái con bay này thì gặp nhiều cái vấn đề, nó cũng ói âm lắm. Thuận tiện đây thì chia sẻ nó một ít như vậy thôi ha mọi người ha, chia sẻ nhiều quá thì nó không có hay lắm. Thôi video hôm nay là đã kết thúc rồi nha, có những cái vấn đề gì mọi người thắc mắc mọi người hãy nhớ comment bên dưới nha. Bây giờ thì bye bye mọi người nha.